Hiện tại cửa hàng Tuyên đang có một số các cái sản phẩm liên quan đến địa phương, trong đó là có mật ong bạc hà. Còn lại có mấy chai thôi. Các bác mua ủng hộ cho Tuyên thì liên hệ qua số điện thoại hiện trên màn hình. Đây, mật ong rất là đẹp và trong. Đây các bác nhé, hiện tại chỉ còn lại 5 chai thôi. Các bác nào mua hết 5 chai thì Tuyên sẽ miễn ship và tặng cho các bác một chai. Trong đó 4 chai tính tiền và một chai Tuyên sẽ tặng cho các bác. Và hiện tại Tuyên đang có một số các cái chai mật ong ngâm nghệ đen. Đây là mật ong bạc hà ngâm nghệ đen các bác nhé. Mật ong này thì được chiết xuất từ cái mật ong nguyên chất ở trước đó Tuyên đã bán. Thì các bác tin tưởng và mua ủng hộ cái chất lượng cũng như cái tác dụng của nó mang lại thì cực kỳ là giá trị các bác ạ. Đây là một sản phẩm mang tính chất ngăn ngừa các cái bệnh ung thư rất là cao. Đây, hiện tại Tuyên chỉ làm được mấy chai thôi. Quý các bác anh chị nào mua ủng hộ thì liên hệ cho Tuyên qua số điện thoại hiện trên màn hình. Còn thêm nữa là Tuyên có một cái sản phẩm đó là chè búp cổ thụ Hà Giang. Trong đó thì Tuyên cũng đã đóng từng gói như thế này. 100% là chè búp nguyên chất Hà Giang, đóng hút chân không như thế này, đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như là đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm khi vận chuyển. Và các bác mua một túi như thế này thì các bác sẽ phải chịu phí ship, còn mua hai túi như thế này là một cân thì Tuyên sẽ free ship cho các bác. Đấy, như thế này là một cân, khối lượng rất là nhiều các bác ạ, chè cực kỳ ngon, cực kỳ đảm bảo chất lượng luôn. Đấy, các bác mua hàng cho Tuyên thì liên hệ qua số điện thoại hiện trên màn hình, Tuyên sẽ đóng hàng và gửi cho các bác khắp mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn các bác rất nhiều, xin mời các bác tiếp tục xem video. Xin cảm ơn. Trung Quốc ấy. Mà em xính chưa bỏ mặt đã thì Trung Quốc. Có một cô ở Trung Quốc gửi cho ấy. Nói lại là hết việc rồi. Có phải là chỗ xính bỏng bây giờ thì xong. Xong cái này nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Một ngày mới cho Tuyên gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý cô bác anh chị và quý khán giả. Thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc, thành công. Hôm nay thì Tuyên tiếp tục đi cùng với anh Hiệp là đi hoàn thiện nốt cái căn nhà của em Xính Bỏng. Còn phần nước và một chút phần điện nữa ở phòng, các cái phòng ngủ bên này này các bác. Thì hôm nay hai anh em đi sẽ là giải quyết dứt điểm luôn, làm trong ngày hôm nay thôi. Bây giờ là khoảng hơn 10 giờ, tuy nhiên thì do hôm qua đêm, các bác xem, hôm qua trời mưa rất là to, đường đi khó thì anh em muốn lên sớm. Tuy nhiên thì do đường trơn quá nên là không lên sớm được, nên muộn thôi. Nhưng mà cố gắng trong ngày hôm nay là anh em sẽ giải quyết dứt điểm, từ giờ đến chiều tối là phải xong luôn cái căn nhà của em Xính Bỏng. Tớ này còn phần cửa nữa là ok rồi. Thang qua để đỡ biết được. Bây giờ là khoan chỗ này trước nhỉ? Đào chỗ này trước nhé. Hôm nay chân đỡ đau nên là tham gia chiến trường được. Ok. Hôm qua hơi to nhỉ? Sáng trước nhỉ? Sáng nay khoảng 4 giờ. Thác được chính bê thác đấy. Đúng là em ngủ mấy quạt kêu to nên em chẳng biết là mưa hay mấy quạt. Những cái thang này đấy để em qua chỗ này ăn. Nói chung là trong các căn nhà thì căn nhà em Xính Bỏng là gặp nhiều sự cố nhất, khó khăn nhất trong thời gian. Thang gì mà nặng ấy nhỉ? Nghiến à? Em không biết. Bà gì ở đây? Bà gì ạ? Bây giờ có hai cây thang to to kìa, tranh thủ mà lấy làm cái thang thôi. Có hai da. Bây giờ em giữ thang anh Xính. Khoan nước chỗ này. Thank you.
Ôi, sao mày lại nữa đi? Nữa đi. Đấy. Ok chưa? Một xíu nữa cũng được. Đấy đúng không? Đấy, anh khoan tầm giữa đấy là được đi. Cái này thì bắt buộc phải khoan và cho một tí mình nước theo bên dưới. Không, cứ chắc cái này cứ theo cái mạch đấy đi. Cứ theo cái mạch đấy cho bên bên đẹp. Hôm nay em nhìn rồi. Theo cái kẻ đấy. Nhưng mà tí nữa cái chân này nó khoan đây, đây khoan rồi. Ở dưới lại khoan trước đúng không? Ừ. Đúng chưa? Thế thì check ra một tí thôi. Check ra một tí. Giữ chắc vào nhá. Anh lên cao thì khoan nó đè chân này. Một tí này nhá. Ok chưa? Đến rồi anh ạ. Anh phải tháo cái nắp này ra và dưới lại đi. Dưới lại đi, anh Tuyên lại tin vào căng quá rồi. Đấy kìm cho anh. Đấy kìm cho anh. Kìm cho anh. Nhẹ thôi không trần ghen phát thì rất giận.
Ui, mùi ấy là ra rồi à? Xin đốt đúng không? Nào. Đây dùng tạm đây à? Có điện không? Tìm nước cá đi. Đâu chơi lấy bổ đấy. Hôm qua còn mấy đoạn dây nền còn chậm. Hết rồi sao đấy cũng biết. Một chỗ này thôi, cũng hai bạn rồi thôi. Đuối đấy, đuối. Phải cái loại cắt rồi ấy, không đuối được. Ừ mà. Di luôn đấy. Bye.
Trung Quốc ấy, nay em xính chưa bỏng mặt đã trên Trung Quốc. Có một cô ở Trung Quốc gửi cho ấy. Anh Hiệp ơi. Đây. Anh làm mâm này mà. Gọi anh tên anh Hiệp nghỉ đã. Nghỉ đi. Hôm nay xính mời cơm các bạn. Đây. Một mâm thức ăn. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Đây bữa cơm đầu tiên vào nhà mới. Hôm nay các anh món gì đây xính? Thịt Trung Quốc đấy. Thịt Trung Quốc. Xin được, mà xin vào thịt Trung Quốc. Trung Quốc này. Ờ, có bát ớt là được rồi. Anh thấy có bát ớt là anh ưa rồi. Thịt treo. Trung Quốc lấy về ấy. Trung Quốc á? Ừ. Lừa hả? Thật mà, cái cô ở Trung Quốc thì có nộ hành chạy thì... Tổng nọ. Nọ là mặt tổng nọ à? Tổng nọ. Tổng nọ ít đi nhé mà. Tên nọ là tổng nọ. Đi, vào cơ lên đi, cảm ơn. Vâng. Chỉ tao đưa mi chân tao nó đẹp. Có đấy này đấy. Thế để. Món gì chán. Vào đi, anh chọc. Anh mưa. Chắc ở đây là anh em ăn cơm đã các bạn. Mỏ rất là ngon. Phải có bát ớt thì nó mới ra gì được. Dạ em biết là khi nào anh lên thì anh mà anh tuyên. Xin phép các bác, cháu hiện đang bị đau đầu gối nên là duỗi chân. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Duy vào ngồi đi. Sau một thời gian nghỉ ngơi thì bây giờ anh em sẽ tiếp tục làm cái phần.
Thank you.
tất cả các thành phố còn lại. Cần test này người ta cho mình xin luôn đấy. Nhá, đây giả lại cái này. Giả lại không? Cái hiên này thì anh em mình vẫn chưa biết khắc phục được gì. Tại bây giờ thì cơ bản đã xong rồi các bác ạ. Điện nước các thứ là anh em cũng đã hỗ trợ nhau lắp check thì để trên kia để có độ dốc. Khi mà có nước thì xả trong nhà nó sẽ có độ dốc đẩy xuống và nước nó xuống cực mạnh luôn. Còn bây giờ thì trước tiên là sẽ dặn em Xính là dọn dẹp căn nhà bên kia để trao trả lại cho người ta. Sau đó là sẽ chuyển về nhà mới để sinh hoạt ở bên này. Căn nhà đã đi vào hoàn thiện rồi, gần xong rồi. Bây giờ chờ mỗi cửa nữa là xong đến 100% các bác ạ. Tất cả mọi thứ thì cũng được em Xính và gia đình hỗ trợ để hoàn cái phần nền ở ngoài. Bỏ hiên khá là rộng, cũng giờ vào khoảng 1m8 đến 2m. Tuy nhiên thì cái hiên này nếu mà có điều kiện sau này em Xính có thể làm ban can hoặc là làm rào. Nhớ là giỡn chẳng chẳng. Chị giỡn lo cho chạy đúng không? Ừ. Có lẽ là thước phim này của Tuyên xin được kết thúc ở đây. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người, cô ba anh chị và quý khán giả đã luôn luôn theo dõi và theo sát hành trình của anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã có những cái góp ý, những cái động viên để anh em hoàn thiện bản thân hơn. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.